Vatican chuẩn bị tuần thánh. Ngoài những chuẩn bị quan trọng cho các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự, tiếp tục truyền thống gần 40 năm qua, trong những ngày này, công nhân của quốc gia Thành Vatican và các chuyên gia đến từ Slovenia đang thực hiện việc trang trí đền thờ và quảng trường Thánh phê-rô với các loại cây cảnh đến từ Ý và nhiều loại hoa do các nhà trồng hoa Hà Lan tặng. Vào Chủ nhật lễ lá ngày 24 tháng 3, hàng trăm ngàn nhánh ô liu do Hiệp hội Quốc gia Ý Sita Denlolio cung cấp sẽ được phân phát cho các tín hữu tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phe-rô. trong khi những cây cỏ Phoenix do con đường Tân Dự Tòng tặng. Công ty trồng hoa Flora Olanda ở Roma sẽ cho mượn những cây ô liu lớn để đặt gần tượng Thánh Phaero và Thánh Paulo ở các bậc thềm trước sân đền thờ và dưới chân cây tháp bút giữa quảng trường. Trong đêm vọng phục sinh, trong đền thờ Thánh Phaero, việc trang trí hoa cũng sẽ được thực hiện nhờ sự đóng góp của các giáo sư trồng hoa của Trung tâm Công nghệ sinh học NACLO ở Slovenia. Trong ánh sáng và niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, lễ trọng phục sinh, Chúa Nhật ngày 31 tháng 3, với truyền thống đã có từ năm 1985, quảng trường Thánh Phe-rô sẽ trở thành khu vườn rộng lớn nhiều màu sắc với các hoa tulip, thủy tiên, hồng lan vân vân được tặng bởi Hà Lan, một trong những trung tâm cung cấp hoa lớn nhất thế giới. Các chuyên gia trang trí hoa của Hà Lan cùng với công nhân dịch vụ vườn và môi trường Vatican sẽ sắp xếp hàng chục ngàn bông hoa và cây cảnh trước bậc thềm đền thờ Thánh Phe-rô tạo thành một vườn hoa nhỏ đủ màu sắc với các loại hoa mang những ý nghĩa biểu tượng. Hàng năm vào sáng chủ nhật Phục sinh, Đức Giáo hoàng cử hành thánh lễ tại sân đền thờ thánh Vêro và sau đó vào lúc 12 giờ, ngài xuất hiện tại ban công chính giữa đền thờ thánh Vêro để đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành Ubi cho thành Roma và toàn thế giới trước sự hiện diện của khoảng 100.000 tín hữu.